con ma lúc nửa đêm. Có mẹ ở đây rồi. Chị gái con đâu rồi? Có con ma đã bắt chị đi mất rồi. Ma. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Con gái tôi bị mất tích rồi. Xin hãy giúp tôi tìm cháu bé. Con ma đã bắt chị đi rồi. Ma ư? Xin cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi, cảnh sát trưởng Labrador, con gái tôi đang ngủ trong phòng của nó và giờ cháu bé mất tích rồi. Chắc chắn là con ma là bắt chị cháu đi mất rồi. Cháu à, trên đời này không có ma đâu. Nhưng mà cháu nhìn thấy nó thật mà, nó màu trắng, còn mắt nó thì có màu xanh và phát sáng, trông đáng sợ lắm. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp tôi tìm con gái. Chị đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chúng ta hãy tìm từ trong phòng khỉ chị trước. Đây là bức ảnh của khỉ chị. Chỉ có dấu chân của em nhỏ ở trên khung cửa sổ. Và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy khóa hay phá mở. Tôi nghĩ cô bé không bị ai bắt đi đâu. Vậy là không có ma rồi. Đây là cà phê. Cà phê á? Ai ở đó vậy? Đây là Đom Đóm. Nó cái kia. Đứng lại ngay! Ta sẽ bắt được ngươi! Cô bà! Cô bà! Ma! Cô bà! Cô ma kìa! Rồi! Cảnh sát Labrador, con ma đã đánh rơi cái này. Một cái nơ và băng đô nhấp nháy. Tôi biết đây là ai rồi. Không ai có thể thoát được ta đâu. Sao anh lại giúp con ma vậy? Không phải ma đâu. Là khỉ chị đấy. Vậy con ma chính là khỉ chị à? Ôi con yêu, các cháu nhỏ phải ở nhà và ngủ vào ban đêm chứ. Sao lại ra ngoài dọa mọi người như thế hả? Cháu xin lỗi, cháu không ngủ được nên cháu chỉ muốn ra ngoài chơi thôi ạ. Khỉ chị,
Có phải cháu đã uống cái này không? Vâng, cháu thấy khát nước nên đã uống lon nước này trong tủ lạnh. Cà phê là dành cho người lớn, trẻ em sẽ không ngủ được nếu uống nhầm phải nó. Ờ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cẩn thận với đồ uống hơn ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cà phê là đồ uống dành cho người lớn. Bởi vì nếu các bạn uống phải, các bạn sẽ không thể ngủ được vào buổi tối. Như vậy là rất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, trà và đồ uống chứa cồn đều không phải là đồ uống dành cho trẻ nhỏ. Các bạn không được uống chúng. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Gục!